Tôi là Linh Tý, ba tôi là Linh Tâm, mẹ tôi là Cẩm Thu. Tôi sẽ là Sao Nói Ngồi. Ủa anh, gần tới ngày thi rồi sao em không nghe anh nói gì về thi cử làm sao vậy? Anh còn biết chọn, cái gì đây. Không biết ca nhạc hay là diễn kịch hay là gì cái lương. Sở trường anh là cái gì thì anh làm cái đó. Hôm bữa lúc mà con Bon nó ngủ á, em nghe anh hát cái bài gì á. Cái... câu mà chuyện tay thi nước mắt mặn môi. Đúng không? Phải không Bon? Đúng không ạ? Đúng rồi, vậy là đúng rồi đó, vậy là đúng cái bài đó rồi đó. Điều sang sẻ nghe đơn mà mê. Nhiều những vở cải lương sống với tôi suốt bao năm trường. Nhiều những chuyện tình yêu thương lắm trong vở cải lương. Tài gia sắc sưng lứa dừa đôi chuyện tay thì nước mắt mặn môi. Rồi đến điệp già lan quá trái ngàn khiến duyên bé bàng. Rồi đến hòn dòng phu đào xóm vì tháng năm mong chờ. Lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mù em không đến nơi. Đưa tiếng nào hay để chia cách trở hận muôn đời. Nói nữa chi thêm ngàn lời. Thank you.
trong gió bụi quang. Máu đào tuôn nước đắm nhung bao thì anh hùng vùi trong kiếm đau bóng chiều rơi. Chạy khắp châu thân, thôi thôi lỡ làm tiếng hẹn trăm năm, từ nay nàng quên nhớ đến ta hãy ngâm câu. Tuy hoàng xa đường quân mặt tiêu, cổ lại kinh thiên kỳ nhân. Ơi ơi tình chung ơi, mình mong em không đến nơi. Mấy nước tàn cơn lửa minh, hết kể chuyện chung tình khóc than. Khóc than riêng em một mình. Này đứng bên đây cầu nhạt nhòa thấy bóng dáng sang xê, nhưng trong trái tim của tôi cải lương là tiếng khóc đầu nôi. Nhưng trong trái tim của tôi cải lương là tiếng khóc đầu nôi. Nhưng trong trái tim của tôi cải lương tiếng không đâu. Cảm ơn ba yêu. Thưa quý vị, diễn viên Linh Tý và nghệ sĩ Linh Tâm. Linh Tâm xin lời chào đến ban giám khảo, tất cả các anh các chị cũng như quý vị đang ngồi trong trường quay và tất cả quý vị đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Hơn 10 năm rồi Linh Tâm mới được về đây và được hát với bà con, và phải nói là cảm động vô cùng bởi vì được phụ diễn cho con trai của mình. Linh Tâm xuất thân từ cải lương, tất cả những gì Linh Tâm có được hôm nay là cải lương.
Thật sự. Thưa quý vị, đứng trên sân khấu lúc này đây thì Nguyễn Vũ rất là chia sẻ cùng với anh. Bởi vì anh cười thôi nhưng mà trong ánh mắt của anh đã ngấn lệ. Em ơi. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Linh Tâm rất nhiều. Thưa quý vị, Nguyễn Vũ cũng xin được chia sẻ điều đặc biệt. Đó chính là bài hát vừa rồi lại là do chính Linh Tý sáng tác. Chỉ là biết cái bài hát này á, là khi mà viết á, thì nói là một ngày nào đó sẽ đứng cùng ba hát ca khúc, hát ca khúc này. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Thí. Xin cảm ơn mọi người đã cùng thưởng thức. Ngay từ khi mà bạn Tự Trong bước ra, có thể nói rằng nghệ sĩ Linh Tâm và Cẩm Thu đẻ đứa con trai rất là khéo. Tức là lựa cái chỗ nào mà đẹp nhất của cha mẹ thì bạn giống. Cái phát âm của bạn, cái bề dày rất là dữ dội. Và hôm nào đó thì cải lương sung sức trở lại thì bạn sẽ rất đường hoàng bước về với sân khấu cải lương. Ở đó đang rất cần những cái nhân vật mà có cái phát âm bề thế như bạn. Chúc mừng bạn. Cũng như chị Lê Tuyết vừa nói, Tí có một cái giọng hát, cái nốt trầm rất là độc. Khen Linh Tí sáng tác một cái bài hát rất là ý nghĩa, nói lên cái cuộc đời của cái ngành cải lương. Linh Tâm phải hãnh diện có một người con như thế này. Ở đây thì là các cô chú đã nhận xét hết về cái giọng hát của con rồi. Cô chỉ nói là cái sáng tạo của con trong cái tiết mục vừa rồi rất là hay. Thì thông qua cái bài này, khán giả sẽ thấy là đúng là cải lương của mình vừa hào hùng nè, vừa tình cảm nè, vừa da diết nè, và gọi là chạm vào đúng cái trái tim của cái người xem. Đó là cái rất thông minh của con trong cái bài hát này. Cô rất là chúc mừng con và chúc mừng ba mẹ của con đã có con. Dạ, cảm ơn cô Hồng Vân. Thật sự cũng rất là lâu rồi em không được nghe lại chú Linh Tâm hát. Em nổi hết da gà. Tại vì em cũng là một người miền Tây và em rất là yêu thích bộ môn cải lương. Em cảm ơn anh đã cho em được xem một cái màn trình diễn rất là cảm xúc. Và thêm nữa là em phải công nhận là anh rất là có ngoại hình. Cảm ơn em. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có đôi tiên đồng và ngọc nữ, vì phạm luật trời phải đài xuống trần gian. Họ phải tìm được nhau để sửa sai lầm. Nàng út bị nhốt trong ống tre, còn tiên đồng. Ngày xưa, có một đôi tiên đồng ngọc nữ. Người đã nhớ được người là ai chưa? Dạ con nhớ rồi. Chị là con là tiên đồng. Trong lúc múa phục vụ cho tiên đình, trong lúc phiêu quá con đã ngắt một cành lá để tặng cho nàng ngọc nữ. Cuối cùng bị phạm luật trời đài xuống trần gian. Con đã nhớ ra mình là ai rồi. Ông ơi, vậy là cho con gặp nàng ngọc nữ của con để cùng nhau sửa sai để được về với tiên đình đi ông. Được rồi, tiên nữ của ngươi sẽ xuất hiện đây. Tiên đệ. Hả? Út ơi, tại sao nàng lại khổ thân ở trong ống tre này vậy Út ơi? Không, thiếp không trong ống tre nữa. Thiếp đang hiện hữu đây. Ở đâu? Thiếp nè. Tiên đồng ơi, chàng chạy đi đâu vậy? Đến với thiếp đi. Tiên đồng, tiên đồng à, tiên đồng, đừng chạy cái gì mà. Đứng lại. Đứng lại. Nàng chạy hồi là nát bấy cái khu rừng này của người ta luôn. Nàng. Chạy thiếp xấu hả? Không. Tại làm sao mà nàng xấu được? Nàng quá xấu mà. Bao nhiêu năm không gặp nhau mà tiên đồng quên thiếp được hay sao? Thiếp là nàng út ống tre của chàng nè. Thì ra chính nàng là nàng ngọc nữ sao? Đúng. Sao mà chầm hoàm vậy? Thiếp bây giờ thiếp học theo người Trần á, ăn nhiều chứ ở gì bao nhiêu, nên thiếp chú trọng chuyện ăn không chứ không có ở. Trời ơi, nàng như vậy thì làm sao mà vào trong ống tre này được? Đúng rồi, không bao giờ vào được ống tre hết. Vào ống tre nào ống tre nó cũng tét hết trơn à. Chúng ta bây giờ là phải chặt tre để mà giác giống như vậy nè.
để thiếu nhi đi qua, nó nhìn, nó thấy, ý kìa, nàng Út kìa, ống tre kìa, à nàng Út ống tre. Nàng làm như vậy là sai rồi. Với cái dáng phì nhiêu của nàng như vậy mà mấy ngàn năm nay nàng chặt mỗi ngày chặt một cái ống tre để giác cái gì, thì nàng đã hủy hoại biết bao nhiêu cây xanh, biết bao nhiêu là rừng tre, nàng có biết không? Ôi nàng ơi, ta biết nàng là một tiên nữ trong khu rừng này, nhưng mà ta biết chắc chắn nàng không phải là nàng ngọc nữ của ta. Ta là Giám Thiên Quân. Giám Thiên Quân? Đúng. Thấy gớm vậy? Chưa. Ta chưa quá phép nên ngươi không nhận ra đúng không? Dạ. Được rồi. Cái gì bên kia kìa? Ta sẽ cho con gặp nàng ngọc nữ của con hiện tại ngay bây giờ. Vậy ông đúng là Đức Giám Thiên Quân rồi. Niên nữ của ngươi đây. Ôi, con chào Đức Giám Thiên Quân. Thiên nữ, con đã biết bị nhốt trong ống tre cả ngàn năm nay, nên con đã thấu hiểu những chuyện gì rồi chứ? Dạ, con đã thấu hiểu. Tiên đồng. Dạ. Ngươi cũng thấu hiểu được chuyện của mình. Ta sẽ về trời để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế chuyện của ngươi, để mong xá tội cho hai người trở về làm kiếp tiên. Dạ. Dạ, con đội ơn trời đã cho tiên đồng và ngọc nữ trở về tiên giới. Nhưng kính bẩm Đức Giám Thiên Quân, bấy lâu nay con sống trong ống tre, con rất đau lòng khi hàng ngày thấy mọi người cứ chặt cây xanh mầm non một cách vô tội. Nay con xin được ở lại trên trần gian này để bảo vệ những mầm xanh ấy. Và đến khi nào khắp thế gian hoa lá đầy màu xanh, thì lúc đó tiên đồng và ngọc nữ xin trở về lại tiên giới. Thiên ý, đúng là thiên ý. Thôi được rồi, ta sẽ về tâu lại với Ngọc Hoàng. Ta đi đây. Thân thân. Thôi đi bộ chắc ăn. Tạm biệt Đức Giám Tiên Quân. Ngọc nữ. Tiên đồng chàng. Tiên đồng ngọc nữ, ngày nãy ngày nay ngọc nữ là vợ ta, buông ra. Chào khán giả. Một lần nữa dành tặng một tràng pháo tay thật lớn dành cho Linh Tý thưa quý vị. Ai nghĩ ra cái kịch bản này vậy? Dạ bạn em. Thật ra là Tý có hỏi với em là nên thi cái gì về cái phần cổ tích thần thoại, thì em mới nói là thôi bây giờ mình đi một cái gì đó cho nó vui vẻ, nó mới mẻ một chút xíu. Một cái ông thần ở trên trời mà xuất hiện một cái máng cái râu mình quảng kinh hồn vía. Cái sự cố đó mình sẽ biến thành một cái khôi hài hơn. Yeah. Thí dụ như nói sao mà trễ vậy, tại vì lên trễ. Cái ông quan giữ râu đó, ông đi họp râu. Ông không có ở nhà. Bây giờ lấy đỡ cái hầm râu mà ông đang phơi ngoài trời á, nó chưa có, ông chưa có sấy chưa ấy, nó bùi nhùi vô gắn vô. Miễn sao có râu là được rồi. Vui vui chút xíu là nó kích thích người xem nhiều hơn nữa. Dạ. Cười gì kỳ vậy? Nhưng mà dù sao thì cũng mang lại tiếng cười cho quý vị khán giả. Và rồi thì anh Trung Dân nói thế chứ còn
rất là thương Linh Tý. Và chắc là chúng tôi cũng nghĩ rằng hai vợ chồng bạn đó muốn cho khán giả xả hơi hay sao, đúng không? Tý có tài. Mình đồng ý. Mình muốn đem tiếng cười cho nó thay đổi không khí, cho khán giả vui. Nhưng mà cái nụ cười phải có giá trị. Dù mình chọn đề tài nào không cần biết, nhưng mà mình xoáy vô đó, mình nghiên cứu làm sao để tôn vinh cái giá trị của cái kịch bản của mình đã chọn. Như vậy đó, mình rút kinh nghiệm nha. Chưa bao giờ nghĩ là Linh Tý sẽ giả gái như vậy. Còn cái chờ đợi của em rất là nôn nóng, mong chờ anh sẽ hát cải lương hay là làm một cái tiết mục gì đó đặc biệt hơn. Còn ngày hôm nay thì cái tiết mục này thì em cảm thấy anh rất là can đảm khi mà giải không, gái. Không, mà Linh Tý sẽ còn những cái tiết mục bất ngờ nữa. Dạ. Nhưng mà ý anh nói đã chọn cái này rồi thì mình tìm cái cách diễn như thế nào đó để có cái ấn tượng mạnh mẽ trong cái câu chuyện của mình đã chọn. Mà bữa nay chọn này hơi chất quốc. Mọi chúng ta đều có thể sinh ra và lớn lên trên khắp mọi miền đất nước Bắc Trung Nam. Nhưng với thanh niên chúng tôi, quê hương chính là đất nước Việt Nam. Chết rồi, chết rồi, bảo 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 rồi. Không tuổi hỡi các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất kia để ngàn năm còn mãi tự hào. Xin dâng hương những linh hồn bất tử giữa phòng ba, để đời sau còn nghiêng bên cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam, linh thiêng trời Việt Nam. Nơi ngàn cơn dập vùi, ngồi dòng dư vua vây, chờ chờ người đất nước tôi. Đứng lên thôi, nghe vòng vang ngàn lời, dù trong ven biết đất ta, vì tổ quốc quên mình. Vì tổ quốc quên mình. Máu xương rơi, nước Việt Nam ngàn đời, cho qua bao phong ba, niềm tự hào vẫn thiết tha. Nắm tay nhau, tay trong tay thật chặt, sao màu đỏ da vàng vì nước sẵn sàng. Khi tổ quốc cần, đứng lên đứng lên. Khi đất nước gọi Việt Nam Việt Nam, như chung tấm lòng, bàn tay nắm tay, trái
Việt Nam, Việt Nam, biết chung tấm lòng, bàn tay nắm tay, trái tim hướng về biển Đông dày sâu. Cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ cho tiết mục vừa rồi của Linh Tý. Ngay sau đây, Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời danh ca Thái Châu. Linh Tý đã cho chúng tôi thấy bản lĩnh và đầy tự tin nơi Linh Tý. Chúc mừng em. Cái chủ đề là quê hương. Ở đây là nó còn mang tính thời sự, tức là quê hương, biển đảo. Và những người trẻ Việt Nam bất cứ lúc nào cũng xông tới trước vì tổ quốc, vì nhân dân. Và bạn đã cho chúng tôi chương trường ngày hôm nay lòng tự hào và sự tin tưởng vào thế hệ tương lai của thanh niên các bạn. Đi nói gì đây, khi bạn làm cho tôi nổi da gà. Một tiết mục như chị Ba Bạch Tuyết nói, cái làm cho người xem đầy phấn khởi, đầy những cái cảm giác, đầy khí phách, cảm xúc yêu tổ quốc mình. Linh Tý ơi, mình đóng phim chung với nhau nhiều nhưng chưa bao giờ tôi nghe bạn hát. Hôm nay lần đầu tiên tôi nghe bạn hát chạm vào tim tôi. Dạ, cảm ơn các bạn. Với cương vị là một khán giả ngồi xem Linh Tý diễn thì thật sự Kim Anh cảm thấy là Linh Tý đem lại sân khấu mình một tiết mục rất là hoành tráng và rất là hào hùng. Cảm ơn bạn, cũng như là chúc mừng bạn rất là thành công. Cảm ơn chị. Tôi cũng còn muốn hỏi thêm Tý một chuyện nữa. Dạ, xin mời chị. Tức là cái tuần rồi có thể nói là cô đã nói nặng Linh Tý rất dữ dội đúng không? Dạ. Không biết là em có giận hay không? Dạ không, em còn nói em không có giận. Mà lúc đó là làm cho em một cái động lực để em có thể tiếp tục và em có thể cố gắng nhiều hơn. Dạ, em xin cảm ơn. Anh hai, thưa quý vị, nghệ sĩ Cẩm Thu và nghệ sĩ Linh Tâm và một người bạn, một người anh rất thân thiết, đó chính là diễn viên Hùng Thuận. Linh Tý này, em có muốn nói gì nữa? Giọng nói về là em cảm ơn chương trình rất nhiều. Cẩm Thu cũng xin cảm ơn chương trình và cảm ơn những ban giám khảo, tất cả khán giả đã cho con của Thu có thêm một cái niềm tin để làm nghề. Xin cảm ơn. Hôm nay thì Linh Tâm và Cẩm Thu gặp lại. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, Linh Tâm và Cẩm Thu vẫn là đôi bạn đời và sẵn sàng hỗ trợ cho nhau trên suốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình. Nguyên Vũ tin chắc là nghệ sĩ tiến sĩ Bạch Tuyết sẽ có những đôi lời dành cho Linh Tý. Xin mời. Có thể nói rằng chúng ta có những giọt nước mắt xúc cảm rất là đầy đặn đối với cái tiết mục này. Tôi rất là cảm động khi nghe cô Cẩm Thu nói chuyện. Tôi nghĩ rằng bạn thừa hưởng cái đó và bạn thừa hưởng giọng hát rất là đặc biệt của cha. Chúc mừng bạn. Có lẽ chưa có một cái chương trình nào mà ở đây người ta cảm thấy những cái cảm xúc gia đình nó đặc biệt như ở chương trình này. Và hồi nãy là ngồi ở đây thì hoàn toàn thấy được những cảm xúc rất là thật của gia đình Linh Tý. Vì là một cái cảm xúc rất là thật cho nên Tý diễn tự nhiên lắm. Kịch bản rất là tốt, nó lay động được trái tim của khán giả. Cô Xuân ngồi đây nè, cô Xuân nghe khán giả sụt sịt nè.
rồi nghe có tiếng khóc nè, nhưng mà chưa quan trọng bằng cái người kế bên cũng khóc. Thôi đừng giấu anh, đừng giấu anh. Khi anh Tâm mà ngồi đó mà hát câu cái bài hát lên là tự nhiên cái lời cái giọng hát của anh nó như xé óc xé tim, nó sắc lắm. Và khi chị Cẩm Thu bước ra một cái là bao nhiêu cái óc tôi nổi hết. Thứ nhất là giọng ca của chị là tôi không bàn rồi. Thứ hai là tôi thấy tự nhiên cái một cái gia đình. Chị biết những giọt nước mắt của em giống như cái suy nghĩ của chị. Hôm nay tôi cũng có người bạn đồng hành cùng khóc. Em là cái người hạnh phúc nhất hôm nay. Dạ. Anh muốn được đứng chung với mẹ anh mà đâu có đâu. Không có. Chúc mừng em một tiết mục thành công. Dạ. Trời ơi, nó đi kiểu đó 800 năm chưa tới được nơi nữa. Ngồi xuống. Làm gì mặt bí sĩ vậy? Sáng giờ có bán được gì không? Thôi khỏi trả lời đi. Nhìn bông ề là biết mày bán ế rồi. Nè, tao nói thiệt, mai mốt chắc tao phải huấn luyện cho mày một khóa gọi là kỹ năng kinh doanh á. Mai mốt ha, tao mà giàu á, tao nói thiệt á, tao sẽ hả cho tiền nè, nuôi cơm nè, mấy trẻ em nghèo như mình với á mày. Nhưng mà giờ tao đói bụng quá. Mày có gì ăn không? Chắc là không có đâu, sáng giờ có bán được gì đâu có. Ừ, có luôn hả? Ê, mày lấy ở đâu ra vậy? Bắp mà mày lấy trong đó thôi mày ăn mình nên mày luôn đi. Bán là không có được để trong này. Không được để bên này là mày được để bên này á hả? Lần này thôi nha, coi như là của tao, cho mày ăn nữa. Ăn đi. Nhiều cây á. Không biết tao là má mày hay là bạn mày nữa. Mở miệng là biết nói gì. Mày thôi ngủ đi. Chảo bánh mì đây. Để dành sáng mang tiếp. Ngủ đi. Như quê ớt cũ nha. Tao nằm trên mày nằm dưới. Làm gì vậy? Sao không ngủ đi? Ý mày nhớ má mày đúng không? Thôi đừng buồn nữa. Ba má mày á bỏ mày từ hồi mày còn có chút xíu à. Nhớ ông bà làm gì nữa. Mà tao nghĩ cũng ngộ. Không mà tính ra cũng vui á. Vậy nè, tự nhiên cái ba má mày thôi nhau. Ổng đi lấy vợ, bả đi lấy chồng. Cái tự nhiên bả bỏ mày, ổng cũng bỏ mày luôn. Vui dễ sợ. Tao giỡn á. Vui thôi. Thôi tí. Có cái gì đâu mà buồn. Thí dụ như mà ba má mày bỏ mày á thì mày ở chung với tụi tao mà, cũng còn tụi tao bên cạnh mày mà. Đừng có buồn nữa. Tánh tao đã ít nói rồi, gặp mày câu trả lời cũng kiệm tao nữa. Thôi đi ngủ nha. Ngủ đi. Đi ngủ đi. Ê, ôm bó bông là sáng mai dập nghỉ bán á. Để đây. Ngủ đi, sáng mai tao mua ổ bánh mì tao trả lại cho.
Ê nhỏ nhỏ. Ê hỏi với lời nghe nè, từ lời lên nghe nè, ra đây đi đâu, qua đây nó nghe. Mày biết ở đây là địa bàn của ai không? Có tiền không cho xin vài trăm nhậu với ai? Có không mày? Mày lấy cái gì? À, mày giấu tiền trong cái bắp phải không? Đưa đây ai? Tiền mày giấu trong bắp. Đưa đây, mày đưa đây, mày đưa cái bắp. Tiền thôi, một cộng là 100 ngàn. Cậu nhiều vậy? Ê, đưa đây, đưa đây. Ui da. Mày này ngon ta. Này ngon ta. Mày đứng đây nè. Chị ơi ơi, chị ơi. Chị ơi. Mày ổ mẹ với mày. Nó đánh em tè tùa. Sao mày đánh em ta mày? Hả, không trả lời hả? Tụi bay, đánh nó. Đi ra thôi. Tí ơi, chạy đi tí. Mày là con nào? Chạy đi tí. Đứng dậy. Đứng dậy, nhanh lên. Chạy đi. Chị hai. Chú Bông về, chú Bông về. Chị hai, chú Bông về. Ôi dạ ơi. Chú Bông về. Liệu hồn nha mày, nhớ mặt tao không? Mày có sao không tí? Ngoài của em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn bước đi trong chiều mưa. Xin được cảm ơn ban giám khảo đã lên tận sân khấu để chia sẻ về một hoàn cảnh của tuổi thơ hết sức là dễ thương và tràn đầy xúc động. Xin được cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, tuổi thơ của mỗi người có hoàn cảnh và số phận khác nhau, và các thí sinh của chúng ta cũng đã nhìn về tuổi thơ bằng những lăng kính khác nhau. Vai diễn này thì chắc là đỡ học tuồng ha, Linh Tí ha, bởi vì là không có thoại, nhưng mà diễn câm thì cũng rất là khó. Và bây giờ xin mời ban giám khảo hãy nhận xét về phần dự thi của thí sinh Linh Tí. Trước tiên Bạch Long phải nói câu này. Linh Tí gan lắm. Tiết mục này rất khó diễn. Thầy xin khen cái cô diễn viên phụ của Linh Tí. Cái người diễn viên đó hỗ trợ cho con rất là nhiều. Phần 2 là con. Cái diễn nói tâm rất là khó. Mà con đã lấy được xúc cảm. Con đã lấy từ xúc cảm từ lúc đầu con bước ra rồi. Con đã lấy được nước mắt của thầy. Đây là một cái tiết mục rất là ít lời, nhưng mà nó đã đi sâu vào trong cái
trái tim của mỗi người xem. Hôm nay thì chúng tôi nhìn thấy một Linh Tý là một diễn viên kịch rất tuyệt vời. Nói về kịch bản và tiết mục thì có thể nói rằng các bạn hết sức là lửa và các bạn hết sức giữ lòng, các bạn hết sức mình để mà chơi một cái cuộc chơi, nhưng mà các bạn cũng rất tỉnh táo. Và đây là một cái tác phẩm đầy bi kịch nhưng mà đầy sức sáng tạo và đầy sức trong sáng thanh cao của nhóm trẻ tụi con. Tôi nói thiệt á nha, là tôi mệt dữ lắm rồi đó nha. Trời ơi, mệt dữ lắm rồi đó. Hôm nay cái tiết mục này, Bạch Long cũng nói em như thế nào, chị Bạch Tuyết cũng nói cái tài của em như thế nào, và tôi đây, mọi người ở đây, khán giả ở đây cũng thấy cái tài của Linh Tý. Đúng không quý vị? Rất là hay. Một cái vai diễn đó mà ra không có nói một lời nào hết trơn á, mà thể hiện lên bằng cái diễn xuất của mình, cái nét mặt của mình, cảm xúc dạt dào vô cùng luôn. Linh Tý giỏi lắm. Cảm ơn Linh Tý đã cho mọi người hôm nay nhìn thấy một cái góc nhìn khác về tuổi thơ. Và để mọi người nhớ rằng là ở xung quanh chúng ta thì còn những cái trường hợp như em như Tý ở trên sân khấu rất là nhiều. Và đây như là một cái lời kêu gọi là mọi người đừng có vô cảm với những cái số phận bất hạnh mà nếu mình bất chợt gặp đâu đó ở trên đường. Cảm ơn Linh Tý. Thì chúng ta cũng biết rằng Linh Tý đã đi theo cha mẹ của mình hát cải lương từ lúc còn nhỏ xíu. Và bẵng một thời gian khi trưởng thành thì Tý lại hoạt động nhiều, hoạt động chính tại lĩnh vực kịch và phim truyền hình. Nhưng hôm nay đến với vòng thi Lội Ngược Dòng, Linh Tý đã chọn trở lại với cải lương. Một tràng vỗ tay thật là lớn dành cho Linh Tý vì sự trân trọng nghề nghiệp của cha mẹ và niềm đam mê dành cho sân khấu cải lương, thưa quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ Trung Dân. Thật sự tôi rất xúc động. Bữa nay thì Linh Tý làm cho tôi thấy một cái điều bất ngờ là gì? Hát hay, vũ đạo thì còn hơi loạn choạng. Nhưng mà tôi có thể giờ tôi có thể khẳng định là ca hay hơn ông Linh Tâm rồi đó. Và chọn một cái tiết mục rất hào hùng ở chỗ là khai thác được những cái màn đánh, rồi đem cái cọc ra, rồi sống bằng những dải lụa nó cuốn quân thù đi. Cái đó là một cái điều rất là hấp dẫn trong sân khấu. Bữa nay Tý đã làm được một cái điều mà tôi nghĩ rằng mọi người sẽ hài lòng. Chắc có lẽ là vì lịch sử của Việt Nam, vì những cái mà mọi người quan tâm, thì tôi sẽ cho Linh Tý một cái điểm cũng sẽ rất ưu ái. Tôi cũng có cùng cảm xúc giống như là bạn Trung Nhân đây, là bởi vì bạn gợi lại cho chúng ta một cái sự tự hào trong cái quá trình mà dựng nước, giữ nước của dân tộc mình. Và tôi cũng thật sự xúc động giống như là Quế Trân nói, tức là hôm nay đó là Lội Ngược Dòng và bạn trở lại, có thể nói là bạn trở lại với cải lương với một cái tác phẩm mang nội dung rất là ý nghĩa. Và sự chăm chút của bạn ở trong mấy cái bài ca Phi Vân Điệp Khúc rồi Vọng Kim Lan, trời ơi ca sao mà thấy thương thế. Ở đây chỉ có một cái việc mà tôi cũng để ý cái tiểu tiết, có lẽ là vì cái thời gian tập nó cũng không có đầy đủ, cho nên cái ráp nối của những cái trường đoạn với nhau đó nó chưa có được chặt chẽ lắm. Thì nhưng mà chúng ta cũng khó mà đòi hỏi mọi việc hoàn hảo. Trước mắt là chúc mừng Linh Tý. Cái giọng của Linh Tý đẹp lắm, hay lắm. Nhưng mà hôm nay tại vì mình khang còn khang giọng, mình hát nó không có được ngọt ngào. Mình hát nhiều khi những cái chỗ thấp nó bị mờ đi luôn. Mà cái sáu câu là ngọt lắm kìa. Cái lực của Linh Tý là phải ghê gớm. Cái giọng hay quá, giọng dày. Mà tôi đã từng nói những dòng trước là tôi rất thích cái màu giọng của Linh Tý mà. Là tại vì mình không được may mắn, cái giọng của mình còn khang. Thành ra là bữa nay hát á, chưa có nghe đã lắm. Nhưng mà chúc mừng Linh Tý là cái phần dàn dựng chương trình và chọn cái chủ đề rất là tuyệt vời. Linh Tý chỉ có sơ sót trong cái vấn đề giọng hát của mình, đó là mình bị khan giọng trong cái đêm đặc biệt này. Nhưng mà cô bằng lòng và chúc mừng em đã trách nhau chi.
chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ. Quên chuyện tình xưa lỡ là anh quay mặt đi rồi. Lạnh lùng quá, lạnh lùng quá. Đi, mày lên chiều tí. Đã từng nguyện ước mơ như giai nhân đắm say nhiều lần ngọt ngào ái ân, đã từng nguyện ước như đôi thanh tân có nhau thật gần để mình sát thân. Đã từng nguyện ước chỉ riêng đôi ta sao giờ lạc bước cô đơn phôi pha, nhớ xa tình xa, nhớ xa tình xa vẫn chưa thay ra. Hay quá rồi. Từ hồi lòng mình sao cứ thương nhớ đợi chờ yêu thương, đến khi nào thời gian mình nhận hết cay đắng người về nơi đâu, sâu cho bao điểm đau, từng vết thương sâu sẽ mãi mong chờ nhau. Dù có bao lâu tình nhân hơn, chìm vào vật nắng lung linh, bao nhiêu muộn sầu giờ tan biến mau. Chìm vào hạt mưa miên man khóc cho tình đầu vội vàng vỡ tan. Chìm vào khoảng trống ta soi trong gương, chìm vào hồi ức bao nhiêu yêu thương, nhớ ra tình xa, nhớ ra người xa vẫn chưa phai nhạt. Bích Dâm à, thời gian quen anh, em quen anh nhiều lắm mà. Em nói là em thương anh nhiều lắm mà Dâm, tại sao em lại bỏ anh và quen anh tí chứ? Kìa kìa, người mày kiếm mà để đối với tôi chuyện gì khùng hoài kìa. Anh không mang lại cho em hạnh phúc nhiều hay sao Dâm? Mà em có biết là hôm qua anh đã thấy cảnh tượng như thế nào không? Lộn nhà rồi, nhà không có đứa nào tên Trâm hết. Trâm à, hôm qua anh thấy ôi người ấy đã chẳng tay với phương nào đây, giận mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hối hận vài câu, nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây.
Anh hãy thắc mắc sao em lại xa anh này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người anh. Chưa một lần anh ngừng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy. Người ấy có tốt với em, yêu anh như anh đã từng yêu. Người ấy có biết vì em anh tránh mong thích như chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao nề lòng vời vất đi bao đêm đời mong. Người ấy có là tiếng hay lúc khi em đau buồn không? Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng? Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vời vất đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Diễn vào, diễn vào anh ơi, diễn vào. Nói rồi dạo bữa nợ tình trăm á, đứng nói hoài hà. Đi về nhà đi, đóng cửa rồi mà quen em ta không được đâu. Đi đi. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tình em hay trách bóng tình nụ chiều. Anh nhớ em nhiều, nhớ em nhiều. Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết